Và bài ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với những người bạn mới trong lớp mình. Cả lớp đã sẵn sàng bước vào bài học ngày hôm nay chưa? Trong những ngày đầu năm học mới, học sinh lớp 1 được trải nghiệm những chủ đề hết sức gần gũi với các em, như cùng nhau trò chuyện và đứng trước lớp giới thiệu bản thân mình. Thế ngoài vẽ ra, Hà Nhi còn có sở thích gì nữa không? Có sở thích hát. Ví dụ như là về tình bạn, về mái trường, về quê hương, về những cái ngày lễ rất là thiết thực. Và các con cũng sẽ rất là yêu thích và vô cùng là phấn khởi khi mà tham gia cái hoạt động trải nghiệm này. Trong bất kỳ một tiết học nào, các cô cũng phải là người chủ động đưa ra các nội dung, giao việc cho học sinh. Thì qua tiết học này thì các con sẽ được tự giao lưu với nhau, tự nói lên cái tâm tư suy nghĩ của các con. Đây không hoàn toàn là môn học mới, chỉ là trước đây bài học được lồng ghép trong các môn học đạo đức và các hoạt động ngoại khóa của trường. Còn từ năm học này được đưa vào chương trình chính khóa với 3 buổi một tuần. Để phù hợp với trẻ nhỏ, sách được thiết kế theo 3 nội dung: hoạt động hướng vào bản thân, xã hội và cuối cùng là hướng đến tự nhiên. Nhiều tranh ảnh sinh động giúp cho học sinh ghi nhớ được các tình huống cụ thể trong cuộc sống. Không giờ học cậu làm gì? Tớ ngồi nghiêm túc, tớ nghe cô, tớ ngồi tập trung. Cái môn hoạt động trải nghiệm này năm nay á, nó sẽ hay hơn là nó là một môn học trong chương trình luôn. Và có sách giáo khoa, có các kênh thì các cô có thể sử dụng vào đấy để có thể giúp các bạn có thể học được tốt hơn. Cái hoạt động trải nghiệm thì chúng tôi đưa vào trong các dự án, lồng ghép trong cả các dự án nữa. Chứ không phải chỉ là trong các tiết học của môn hoạt động trải nghiệm. Các bộ môn khác cũng sẽ có những cái hỗ trợ cho chính cái tiết học hoạt động trải nghiệm theo chính thống trong bộ sách giáo khoa. Đây chính là mặt cười. Học sinh tiểu học còn thiếu rất nhiều những kỹ năng mềm. Việc bổ sung những điều này không nằm ngoài nhiệm vụ của đổi mới giáo dục, đặc biệt là xây dựng trường học hạnh phúc và học sinh vui vẻ, phát triển toàn diện phẩm chất của bản thân. Học mà chơi, chơi cũng chính là học. Đó chính là mục tiêu của môn học hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Xanh đến trường trong bàn yêu thương.